này loạn quá. Nhìn phong biệt không anh? Cái này khả năng thật là hai mấy. Thường như là một thường như chênh lệch khoảng vài độ. Nếu mà được tầm bố này. Thì bây giờ anh cứ làm, anh cứ quan sát từng cái rồi sẽ làm cái bài test là không cho anh thấy cái số, cho anh đoán độ là bao nhiêu. Anh nhìn cái độ loãng của mũ khi mà bám vô cái kia, khi mà nó tầm khoảng 3 giây sau mà bắt đầu là nó trơn rồi, nó tụt xuống rồi, thì là cái màu sắc của cái màu xanh của cái cuốn lá nó bị giảm khoảng bao nhiêu á. Là để mình phân biệt là nó bao nhiêu độ. Nếu vậy là mỗi khoảng cách đó là 4 độ. À, nó là 2 độ. Rồi. Thắng ơi. Dạ. Phụ anh cái. Rồi anh Tản sẽ quay mặt qua bên đây nhé. Rồi. Quay mặt qua phía bên đây. Bịt lại. Xóa mẹ đi. Em đưa cho anh Tản, em chọn đại và em bịt cái tay nè. Đó, bịt cái tay lại để anh Tản không thấy được cái số. Cái này thấy rồi ông nội ơi. Hay là em dúng em đưa cho anh Tản đi. Dễ dễ. Bây giờ em bỏ vô em quậy rồi em sẽ đưa cho anh Tản, anh Tản là đáng là bao nhiêu độ. Rồi chọn cái nào không được, rồi nhớ cái số. Rồi. Anh coi này là bao nhiêu độ? 40 độ. Này khoảng 32. Chính xác. 32 độ. Rồi cái này bao nhiêu độ anh ơi? Nếu thử bao nhiêu độ có ngọt không? Tiến đi. 26 đến 28 độ khoảng đó. 28 độ chính xác. Vào nhà đó. Sao giờ này sao tao quậy? Trời ơi quậy đi quậy ông trong hội thấy đi. Cao gần nhất luôn. Gần nhất hả? Gần nhất là bao nhiêu độ? 40. Để như vậy, để quay nhúng đi, 28 rồi. Độ chính xác cũng tôi nói là cao. Rồi cái cách này là mình có thể là mình luyện tập được là mình biết được bao nhiêu độ nha các bạn. Để đến lượt anh em. Cái này á. Để lượt anh, đến lượt anh. Điều hạn số đi này cho em quay. Thì anh Tản ơi, anh cho em biết là cái có nhiều người họ chỉ cần nhúng ngón tay vô họ biết độ mũ thì cái đó có thiệt không mà có nhiều người họ làm được như vậy không? Ít lắm hả? Bởi vì thường là chỉ có những người mà gọi là đi nướng mà mua công ty mua nhiều mà thì họ múc vào chung một cái y như thế này này. Dạ. Thì họ có thể căn được cái hàm lượng thôi, cái hàm lượng thôi. Chứ còn như đi cạo truyền thống là phần lớn là của nhà thì cũng tính được, cũng đúng tay vô thì cũng để ý được, nhưng nếu chỉ để ý là vẫn biết hết rồi. Dạ, thì hiện tại là em sẽ chia ra nhiều cái loại độ mũ khác nhau. Và bây giờ mình thử, mình sẽ nhúng tay vô và mình coi có thể là mình sẽ nhận biết được sự khác biệt giữa những cái độ mũ khác nhau hay không. Thì hiện tại mình có những cái chung như thế này. Đó, ở trên chung sẽ ghi độ mũ từ 40 cho đến 22. Thì cái mũ đầu tiên của mình đó là cái mũ nó là 40. Là cái nãy mình vừa mới đo độ xong. Là cái mũ này là 40 độ. Từ em đổi giùm anh một ít mũ 40 độ vô trong cái này. Từ cái 40 độ mình sẽ pha ra những cái độ khác nhau dựa vào trên cái công thức này. Có nghĩa là cái công thức này nó sẽ tính ra ít là cái khối lượng mà mình hòa nước thêm vào mũ để cho nó sẽ ra cái độ mũ như mình muốn. Cái hàng giống như mình muốn 38 độ thì cái A này nó sẽ là 3.8. Và mình sẽ tính ra là để cái mũ nó được 38 độ thì mình sẽ thêm một cái lượng nước nó có giá trị bằng 0.52 gram. Thì sau đó thì cái dung dịch mũ đó nó sẽ là tương ứng với là cái A là 3.8 là tương ứng là 38 độ. Và tương tự những cái khác thì mình sẽ tính ra cái khối lượng nước cần thêm vô để mà cái dung dịch nó loãng để mà ra cái độ mũ mình mong muốn. Đó, đây là cái công thức để mà tính cái cách mà ra cái pha cái mũ, thêm cái nước vào, thêm bao nhiêu nước vào để mà pha cái loãng cái dung dịch mũ nó ra cái độ mũ mà mình muốn. Thì bây giờ anh Tản sẽ
nhận trách nhiệm là pha độ. Thì cái đầu tiên là 38 độ nè, thì mình sẽ thêm cái ít là 0.52 gram nước. Thì bây giờ anh sẽ đầu tiên là anh đổ 10 gram mũ vô đây, rồi sau đó anh sẽ thêm cái ít này vô đằng sau là 52 gram, là thêm 0.52 gram, rồi sau đó mình sẽ có dung dịch lấy chỗ là 38 độ. Dạ đúng rồi. Bây giờ là cái này là nó nặng là 3 gram nè, nên nó sẽ là 13, đó có nghĩa là 18. 10 gram mũi trong đó. Hiện giờ mình sẽ thêm là 0.5 gram vô là 13.5. Đó, thì anh thêm nước vô đi. 13.5. Thêm nước làm sao cho nó thành hút nước vô nó dễ hơn đúng không ạ? Ui sao tắt mất này, đến đứa cân muốn khởi động thì bỏ ra à, dạ. Bỏ ra thì bỏ vô, còn mình để vậy khởi động lên là nó âm. Dạ. Nó về số 0 nhé. Còn đủ để lát mình test. Cấp xã là tiếng mẹ. Bác là đây là cấp xã rồi. Thật luôn. Đây là anh này là cấp xã, anh mặc áo vàng. Rồi đúng 22 độ. Đó, chính xác. Thì bây giờ mình sẽ thử coi là nhúng ngón tay vào thì có phân biệt được không. Anh Tạng anh thử nhúng trước tiên là 40 độ nhúng trước nha, rồi sau đó anh xuống 36 độ, có nghĩa là cắt một cái á, để anh thử coi là cái tay mình có nhận biết được không. Cái này là 22 độ đúng không? Ừ, đúng một chút nữa. Rồi bây giờ anh thử coi anh có phân biệt được không. Này 40. Anh cảm hay sao? Nó ngủ đặc hơn. Là anh lau tay anh thử qua 36 độ coi. Cái 38 à. 38. 36 là cách một chung á. Là 6 cách ly. Nhạt hơn chút thôi. Ừ. Rồi 34 độ. Quên lộn, 36 rồi tới 32. Rao. Chùi rao mày. Sao? Chùi rao. Ra sạch. Cứ mùi tươi bao nhiêu. 32 đây. Anh coi cái độ trên cái vân tay á, có nghĩa là nó anh loãng ra anh thấy là cái vân tay mình nó hiển thị là nó nhiều hơn đúng không? Thì nó loãng hơn. 32 độ. Là anh để như này. Đó, cái vân tay của mình nổi lên chưa? Ừ. Rồi, rồi. Rồi bây giờ xuống 28 độ coi sao. Được 85. Cái này giờ phải nếm mới chắc rồi. Dễ hả? Rồi đây là 28 độ. Mà rõ mà, rồi. Mở đúng không? Mở rõ rồi. Tay mình hiện ra. Thử cái này, anh thử coi. Xanh so với cái kia. Anh thử coi là xem nó là bao nhiêu độ, anh đoán nãy giờ cái cảm giác của anh á. Nhiều.
chanh có cái này thì chanh nhiều lắm. Đừng có xay ra, xay ra thấy cái xó rồi. Cái này cả 8 độ mà. Như anh? Này chanh nhiều lắm, phải chanh 7-8 độ. Này là gì? 7-8 độ hả? Ừ. Tầm 7-8 độ. Là có nghĩa là cái so với 40 là 7-8 độ thì nó 32 độ là đúng đấy. Thì bây giờ mình thử là lấy cái gì ta, lấy cái lá cao su đi, mình nhúng vô cái tay mình nó khó. Bây giờ anh thử lấy lau cái mũ, lấy lá cao su anh nhúng vô coi cái độ đậm nhạt của lá cao su coi nó như thế nào. À, đậm nhạt của cái cuốn á. À, đúng rồi. Dạ. Mình dễ so sánh hơn. Đây là 32 độ nè. 32 độ. Tách nước rồi. Rồi anh thử nhúng vô từng cái để so sánh đi. Rồi sẽ làm một cái bài test coi anh có đánh đúng không. Đó, anh bây giờ anh cứ thử nha. Anh thử từng cái và anh quan sát thiệt kỹ nha. Quan sát thiệt kỹ. Để lát sẽ làm cái bài test là anh coi có đúng. Anh nhìn coi có đúng cái độ mũ không. Đây, tầm 30. Thế thì anh lau cái đó, anh hằng nhúng qua cho nó. Không, mình quậy này nó cũng khác là vô cái lượng mũ ấy. Nó tự ra nó sạch cái đấy rồi. Thấy là tại mũ cái thứ này qua là nó gì. Cái này nó chênh lệch nhau 2 độ, này 26 nè. Cái này loạn quá. Nhìn phong bì đâu anh? Cái này khả năng được khoảng 2 mấy. Thường đi làm mà thường cái chênh lệch khoảng vài độ. Nếu mà đây là tầm mũ này. Thì bây giờ anh cứ làm, anh cứ quan sát từng cái rồi sẽ làm cái bài test là không cho anh thấy cái số, cho anh đoán độ là bao nhiêu. Anh nhìn cái độ loãng của mũ khi mà bám vô cái kia, khi mà nó tầm khoảng 3 giây sau mà bắt đầu là nó trơn rồi á, nó tụt xuống rồi á, thì là cái màu sắc của cái màu xanh của cái cuốn lá nó bị giảm khoảng bao nhiêu á. Là để mình phân biệt mà nó bao nhiêu độ. Nếu vậy là mỗi khoảng cách đó là 4 độ. À, nó là 2 độ. Rồi. Rồi. Thắng ơi. Dạ. Phụ anh cái. Rồi anh Tản sẽ quay mặt qua bên đây nhé. Rồi. Quay mặt qua phía bên đây. Bịt lại. Xóa mẹ đi. Em đưa cho anh Tản, em chọn đại và em bịt cái tay nè. Đó, bịt cái tay lại để anh Tản không thấy được cái số. Cái này thấy rồi không nội ơi. Hay là em dúng em đưa cho anh Tản đi. Chả dễ. Bây giờ em bỏ vô em quậy rồi em sẽ đưa cho anh Tản để anh Tản là đáng là bao nhiêu độ. Rồi chọn cái nào không được rồi nhớ cái số. Rồi anh coi này là bao nhiêu độ. Này khoảng 32. Chính xác. 32 độ. Rồi cái này bao nhiêu độ anh ơi? Nếu thử bao nhiêu độ cứ ngọt không? Đi ra đi ơi. 26 đến 28 độ khoảng đó. 28 độ chính xác. Do nhà đó. Sao giờ này sao tao quậy? Trời ơi quậy đi quậy ông nội. Thấy hết rồi. Cao gần nhất luôn. Gần nhất hả? Gần nhất là bao nhiêu độ? 40. Đấy như vậy, đã quậy, nhúng đi, 28, rồi, độ chính xác cũng tương đối là cao. Rồi, cái cách này là mình có thể là mình luyện tập được là mình biết được bao nhiêu độ nha các bạn. Để đến lượt anh em. Cái này á. Đến lượt anh. Điều hạn sớm đi này cho em quay.